thao thao tôm thịt nướng à, và tao một thao bún tôm chả giò. Còn gì xì rau rớt luôn. Mắm mày làm mà. Nhiều mắm không? Thau bún tôm chả giò nói rồi mình thích ăn rau nhưng rau quá trời à. Đã ăn ăn cái đã vậy á, cũng muốn ăn 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 chút chút. Dẫn thêm trái ớt nữa. Tự làm ha. Cái này dễ làm lắm. Rau. Rồi cái nướng vài con tôm, làm cái mắm xong. Mà dễ làm mà lại ngon nữa. Không cầu kỳ, không có làm gì đặc biệt á. Rất là ngon. Chủ yếu là cái nước mắm á, nước mắm làm cho nó. Không bắt rồi. Phải ăn hết cái tô này trong 10 phút. Ăn nổi không? Ớt cho nó cay 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 nuốt đậm. Nuốt hết xuống. Dễ ăn, ngon.
Ớt cay đã thì con. Hôm nay ở nhà mọi người, hôm nay không có khách. Việt Nam bây giờ ít mua nhà rồi, mình Việt Nam bây giờ hết tiền rồi. À, sao mà không mua nhà nữa? Hay là tiền lời nó lên, mình không biết nữa. Ăn chúng ta ở cày quá. Nói nhà đầm nguyên một tô bún tôm nướng ăn cho nó đã. Vợ con đi làm đi học hết rồi. Vợ đi làm à? Ăn đồ biển nhiều quá mùi, phải ăn rau cho nhiều vô. Ớt cái nào như thế nào mình không biết. Cay quá. Ăn nguyên một thau luôn. Đi ăn tiệm hoài ở ngoài ở ở ở ngoài ở ngoài nhiều ngán thấy bà cố. Lâu lâu về nhà làm ăn nó ngon hơn mà lại không có bột ngọt nữa. Dễ làm. Ăn riết còn tôm không à? Tôm này mình nếu mà ngon ướp sơ qua rồi mình nướng. Mà không để nguyên nướng cũng được. Nướng rồi mình bỏ mắm lên cũng ngon. Bỏ để nguyên vậy mà nướng. No. No mọi người. No quá luôn á.
ngon, đã, ăn cái này á no nguyên ngày. Ừ, ăn riết còn tôm không à? Tôm nhiều quá, bỏ tôm nhiều quá không? Nướng tôm nhiều quá. Ăn hết. Chả giò vợ làm. Để lại. Ăn, ăn hết tô cho kịp 10 phút mà bây giờ lấy 12 phút à. Ngon mình no. Quá no luôn. Bỏ tôm nhiều quá. Ăn hết thôi kệ. Ừ, có quá cay quá. Ngon. Còn tôm không à? Nhiều quá. Muốn cuối cùng. Còn tôm không à? Tôm mình bỏ nãy mà. Nướng nhiều quá. Ok. Chúc mọi người vui vẻ nha.